どうぞ。Công thức phân tử của ban Clausius thì cũng như thằng thằng xác Clausius đều là C12H2 O11 nên là chúng nó đều là đồng phân của nhau. Glu và group là đồng phân của nhau. Xác và ban cũng là đồng phân của nhau. Ban Clausius một la mã cấu trúc. Cũng tương tự như vậy, đó là chỉ vào chú ý một chút ạ. Anh em giảng tại không kịp học. Nhưng mà có thể có kiểm tra bài trên lớp nên người mới dạy. Không nghĩ nào không có trong đề thi trung học phổ thông ra. Thứ hai, chỉ vòng rồi trong phân tử có OH ba kề và một con chó. Đấy, để tìm OH ba kề một con chó thì nghĩ ngay nó có tính chất nó hoàn toàn tương đồng ngay nào. Đúng không thôi. Hai là tính chất hóa học. Nhất một nhỏ tác dụng với COOH 2 lần ở điều kiện thường tạo thành cái gì? Tạo thành cái gì? Dung dịch màu gì? Màu gì? Xanh lam. Hai nhỏ tác dụng được với dung dịch bro ở điều kiện thường. Dung dịch KMNO4. Dung dịch AgNO3 trong NH3 và tác dụng được cả với COOH 2 lần su nóng nhẹ. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó có nhóm chất gì đấy? CSO. Nó tác dụng được cả 4 phần 3. Và 1 phần 3 thì sinh ra mấy đơn bạn? Một ban tô sơ tác dụng với, bởi vì là nó sẽ có cấu trúc như thế này. Anh mang được cấu trúc bởi từ hai nhóm alpha của glucose liên kết với nhau nhỉ? Alpha của glucose liên kết với alpha của glucose đi bởi từ hai thằng alpha của glucose liên kết với nhau nên nó sẽ có phản ứng gì? Thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit. Một mantozơ thủy phân trong môi trường axit để tạo thành hai thằng alpha và glucose. Phương trình là C12H22O11 cộng nước để tạo thành. Ok, xong rồi bạn. Đấy, chúng ta xong rồi lý thuyết sang hàng đi. Dễ không? Em bỏ sách ra thấy cái câu này từ câu 41 cho đến